cuồng nhiệt nhất. Theo báo cáo tháng 2 của Forex, tổng thu nhập trước thuế là 24 triệu bảng, giá trị của mạng lưới là 1 tỷ 137 triệu bảng. Kemi, theo giám đốc tài chính, tăng trưởng khá khả quan. Cảm ơn. Thế còn dự án Macau thế nào rồi? Hà tiên sinh muốn dùng bữa tối với anh ở Macau. Đừng vội, đừng để người khác hiểu nhầm. Sao thế? Tôi đã kiểm soát lượng cholesterol trong máu. Kremlin đã gửi báo cáo về sức khỏe của anh. Lượng sắc tố kích thích sinh dục nam của anh cao khác thường. Chẳng trách anh ấy hiếu chiến, tự tin và khôn ngoan. Cảm ơn quá khen. Nhân lạc sẽ ảnh hưởng lên kích thích tố sinh dục của anh đấy. Cô đang nói gì thế? Là cơn ăn lạc không tốt cho việc đấy của anh đâu. Trời ơi, sao cô không nói sớm chứ? Bỏ luôn cho rồi. Cứ để cậu ấy hành xác mình đi. Cậu ta vẫn còn độc thân mà. Cậu không phải có hàng tá bạn gái chắc? Lại say nữa rồi. Hôm nay tôi thắng được tiền mà. Cứ thắng được tiền là uống như vậy sao? Ông đừng nói cho Mỹ Lan biết nhé, kẻo nó lại trách tôi. Được rồi. Chú à, gì vậy cháu? Thực sự cháu rất muốn hỏi chú, có bao nhiêu người phụ nữ điên dại vì chú? Tại sao chú cứ chịu đựng gì? Bởi vì dì của cháu thông minh lắm. Bà ấy chịu đựng được thói xấu của chú trước đây mà. Chú đã từng làm bà ấy buồn khổ, giờ đến lượt chú hứng chịu. Thế chú có bao giờ có ý định bỏ rơi gì không? Khi còn trẻ, chú cũng hay trăng hoa lắm. Người phụ nữ có vòng 190 này theo chú mà không chịu ai khác là vì chú đã hứa với bà ấy sẽ kết hôn với bà ấy, dù chết cũng không bao giờ ly hôn. Tại sao vậy? Nam nhi trượng phu, nói lời thì phải giữ lời chứ. Trời, quân tử thật. Nếu những người phụ nữ khác mà biết được như thế, họ sẽ hùa vào và chuốc gì cho say mà xem. Họ quá đáng thật. Nếu vậy, chú sẽ phải hiến cho gì nửa lá gan của chú luôn. Chú tuyệt vời quá. Thật là đáng mặt Nam Nhi. Tương lai cháu mà yêu được người đàn ông như chú thì tốt biết mấy. Hôm nay là Tết Trung Thu, hai người không cần phải ăn cơm cùng tôi đâu. Cảm ơn anh. Tôi thấy ông chủ nặng mắc chứng hoang tưởng hết. Ai nói tôi sẽ dùng bữa tối với anh chứ? Một người bạn của tôi cũng cỡ khoảng U40, đã phát hiện ra bị chết sau khi cậu ta cãi vã với sếp của mình. Một cái chết thật cô đơn. Đó là tất cả những gì các cậu muốn à? Cậu thích nói những lời đó vào dịp Tết à? Không thích đùa à? Cái này cho anh này. Gì đây? Lì xì à? Đừng có mơ. Nhìn đây. Ôi trời ơi. Hẹn bồ ngày Trung Thu à? Anh phải ghi điểm tình yêu tối nay đây nhá, được không? Đừng có nổ to thế chứ. Sao thế? Chuyện cũ rồi. Anh cứ đùa thôi. Những phụ nữ như thế này thì luôn có một danh sách tuyển chọn. Chúng ta cũng thế thôi. Phải rồi. Anh cũng dò xét họ rồi bỏ nếu tài khoản họ không làm anh vừa ý. Anh đừng lo. Anh ấy đã lo chuyện ấy cho anh rồi. Tài khoản ATM này phân loại đủ cả từ đây. Chúc mừng nhá. Đợi đã. Đây có phải lợi nhuận của người làm công không hả ông chủ? Có lẽ thế. Còn tôi thì sao? Cô sẽ nhận được thôi mà. Tiền đang về. Vậy sao? Chờ một phút nhá. Được rồi, tôi sẽ chờ anh. Nhưng cậu ta sẽ không tốt đẹp lắm đâu. Tốt. Vậy thì tối nay đừng có đi nhá. Đô la hả? Đô la nào vậy? Là em Mỹ Lan đây. Muốn em đến thế chỗ hả? Người ta ai cũng có kế hoạch của mình hết rồi. Chỉ mình em tham công tiếp việc thôi. Ai mà như em thì có mà trả tiền gấp 3. Thế có được không? Được rồi. Chào cô Quách. Vâng, Trình tiên sinh có lời. Mời cô lên trên sàn lấy ít đồ. Được, lối này thưa cô. Mỹ Lan, nói cô hay. Ông chủ chúng ta Trình Trọng Lâm đã nhắm chỗ này. Ông ta đã mua toàn bộ nhà hát.
và sẽ san bằng cả khu phố này luôn. Tên xấu xa kia có phải là Trình Trọng Lâm không? Nói nhỏ thôi, ai mà nghe thấy thì anh không đỡ được cho em. Vậy thì làm sao? Đừng có gây sự với ông ấy. Ông ta có đôi mắt tinh như quỷ ấy, có thể nhìn thấu tim em đấy. Tim em á? Nó nằm sau ngực của em này. Thì cứ để ông ấy nhìn đi rồi biết. Cái này là cái gì đây? Có gì đâu. Anh chỉ hy vọng là em sẽ ghi điểm được với Joseph tối nay. Hy vọng mong em ấy. Nếu em mà không xếp kín lịch làm việc cho cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã sắm cho em luôn cả bộ sưu tập quang gánh luôn. Chính xác, chính xác. Đàn ông ai cũng chỉ quan tâm đến ngực thôi à? Thực tình mà nói, người đàn ông nào mà đánh giá cao em, anh ta sẽ chẳng chú ý về ngực của em đâu. Anh đã đổi đi đổi lại 2 lần rồi đấy, chắc chắn nó sẽ vừa. Thật tuyệt, không nghĩ nữa. Hãy dìu Joseph lên giường, đừng để ông chủ phải thất vọng nhé. Đúng đấy, em xin được nói lại, người đàn ông nào mà đánh giá cao em, anh ta sẽ chẳng quan tâm nhiều về ngực của em đâu. Bởi vì em có ngực đâu, màn hình phẳng mà. Anh có bao giờ đối xử với em như phụ nữ đâu. Cô ấy say rồi à? Anh đâu có bận tâm về chuyện ấy. Chỉ là anh quan tâm đến em thôi. Tôi không phải là vật nuôi bị bỏ rơi, tôi không cần. Tôi có Joseph rồi. Tiếc quá, chụp không kịp rồi. Thì chụp tôi một pô đi. Được, cứ giữ như thế nhá. Tôi có Joseph rồi. Hình chưa được chuẩn lắm, lại cái nữa nào. Tại sao không chụp chứ? Mã tiên sinh, cô Hoắc, anh dùng trà nhé, cảm ơn. Một người tài xế thì có là gì đâu. Xin lỗi về sự thẳng tính của anh. Thật là đau khổ khi tìm không đúng cái mình mong muốn. Anh chỉ là một tài xế mà như người ta hay nói. Nhưng em thấy anh không phải là một tài xế bình thường. Em uống trà đi, cảm ơn anh. Có chuyện gì à? Dạ không có gì. Thế không có gì đâu ạ. Chúng ta đi thôi. Thưa ngài, có một vị khách VIP đến. Chúng ta phải kiểm tra tất cả hệ thống điện và đèn. Tôi đang làm thay cho bạn của tôi. Tôi phải giữ lời. Chúc anh tốt đẹp nhé. Cứ tiếp tục đi nhé. Làm cho tốt vào. Cảm ơn anh nhé. Có gì đâu. Chúc ông một ngày tốt lành ạ. Nhà cái thắng. Thật không công bằng tí nào. Các người chẳng để tôi thắng gì hết. Ai bảo gì đã đặt cược. Nhưng chính vì cái tay chết tiệt này này, tôi sẽ phải được chơi lại chứ. Tại sao dì cứ muốn húc đầu vào tường thế? Cho phép tôi. Tôi biết ngay mà. Anh ta đẹp trai quá mà. Nhưng cô là một người chuyên nghiệp mà. Sao có thể như vậy được chứ? Được rồi, thưa dì có thể đặt tiền. Mời anh ngồi xuống. Tôi sẽ theo anh ta. Thưa cô, chúng ta ở đây là đầu tư vào hy vọng. Đừng để người ta mất hy vọng chứ. Đúng rồi, hy vọng của chúng tôi nằm trong đôi tay của cô đấy. Chơi tới bến luôn. Phát bài đi nào người đẹp. Con ca thì ngon rồi. Người chơi được 6. Nhà cái được 3. Tốt rồi, chỉ là một con 3 thôi. Cái hòa chỉ là con 3, hình nào. 7, nhà cái thắng. Lại thua tiếp ván này rồi. Tạm biệt.
Cô chỉ là một người chia bài, có tư cách gì mà quản lý khách chứ? Đừng có tham quá thưa ngài. Những cá mập cho vài cắt cổ đang tìm kiếm những người như ngài đấy, những người luôn coi mình là thần bài đấy. Thế nếu tôi nói với người ta là cô đang giáo huấn tôi thì sao? Tôi tin là một hành động tốt sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thiệt thòi. Tôi đích thực ra là dì của cô ấy, anh đẹp trai ạ. Chỉ là một chuyện nhỏ, gia đình tụ tập chơi thôi. Cô tin là một hành động tốt sẽ chẳng bao giờ thua thiệt chứ? Tin tưởng là một sự đầu tư có rủi ro cao đấy. Vậy sao? Nếu tôi báo cáo với ông chủ của cô rằng cô không cho khách chơi bài, cô sẽ có chuyện ngay. Hiểu không? Nếu anh làm chuyện đấy, tôi mới là chết. Sao vậy? Con bé ương ngạnh thật, nhưng nó ngoan lắm. Nó làm vũ công nuôi cả nhà tôi đấy. Nếu nó mất việc ở đây, nó sẽ tự tử và tôi sẽ nhảy lầu từ sân thượng. Như thế là giết đi một lúc hai sinh mạng người trong một nước đi của bài. Ôi thật là thương tâm. Nên anh hết tiền cứ ra chỗ đó. Cô xu tôi đến chỗ những cá mập cho vay cắt cổ sao? Không phải là tới tuyến xe buýt chạy đến chỗ cầu tàu. Cô nghĩ chuyện ấy vui lắm sao? Tôi sẽ báo cáo với chủ của cô. Tên cô là gì thế? Cho tôi xem tên của cô đi. Cho tôi xem nào. Tuyết Mỹ Lan. Tuyết Mỹ Lan à? Tôi sẽ báo cáo quản lý. Này anh đẹp trai, quản lý, chúng ta đi massage nào. Tôi sẽ báo cáo. Chết tiệt. Thôi chúng ta đi xông hơi đi. Quay đầu là bờ sám hối đi nào. Thôi đừng nói mà cháu. Đi massage thôi. Anh này, anh đã đọc luật tuyển dụng nhân công chưa vậy? Không được làm việc ngoài những giờ duy tu. Anh có muốn mất việc không? Cái gì? Bỏ cái mặt nạ ra đi. Anh là ai vậy? Người rơi à? Coi phép lịch sử của anh kìa. Xin lỗi người anh em nhỏ. Tôi đã đụng chạm đến anh à, người anh em. Anh trai nhỏ, anh có vấn đề gì về mắt à? Ai cho phép anh làm việc ở đây? Tôi xin lỗi, thưa cô. Được rồi, biến đi. Cô để quên chìa khóa phòng rồi hả, thưa cô? Có cần giúp đỡ gì không? Anh đang làm gì? Đi chân không dễ cảm lạnh lắm. Em là một thư ký của Phan Vũ, học thức cũng không cao lắm. Mẹ em từng nói, em mà lấy được chồng là may mắn lắm rồi. Ai mà biết được em đã từng một lần ly dị và đã có một con gái. Vì làm mẹ, em phải lo nghĩ cho con gái của mình. Ước mong duy nhất em là người đó chấp nhận con gái của em. Chén này em mời anh. Này, có chuyện gì vậy? Tại sao cậu không nói cho tôi biết trước? Tại sao tôi phải nói chứ? Đó là vấn đề à? Vấn đề là anh có thích người phụ nữ này không? Nếu anh không thích, anh biết cư xử cho riêng mình mà. Cứ coi như tôi là một kẻ nhiều chuyện đi. Chuyện gì vậy? Chuyện này là vì tính không có trách nhiệm. Tôi mà là người không có trách nhiệm sao? Anh cá không? Nào ngồi xuống đi, để tôi nói cho anh. Cứ nhìn vào bộ mặt của anh thế kia. Nói cho tôi biết anh đã tìm thấy đúng người phụ nữ của anh rồi đúng không? Cậu đang làm khó cho cô ta. Cậu biết như thế có nghĩa là gì không? Tất nhiên tôi biết chứ. Tôi đã tìm cho anh một người bạn gái. Anh bỏ qua vì con gái của cô ta. Anh không đào bỏ cô ta thì thôi. Quan tâm gì đến việc cô ta nghĩ thế nào chứ? Quên chuyện đó đi. Tao nhờ cậy vào mi đấy. Joseph. Đêm nay là một đêm lớn. Anh cần em có mặt ở đây. Thật thế sao? Thứ rượu em thích này. Cạn.
Em đừng quá ngạc nhiên vì chuyện sắp tới nhé. Ngạc nhiên ư? Sao thế? Bởi vì em quá mạnh mẽ. Thậm chí khi chúng ta nói chuyện về mọi điều, em thậm chí không biết anh đang muốn nói gì nữa. Tất nhiên là không rồi. Em biết cả mà. Em cũng muốn cho anh một sự ngạc nhiên nữa. Anh muốn kết hôn. Tuyệt. Baby. 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 Hi. Xin chào. Baby. 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 Baby ư? Buddy. Đây là huynh đệ tốt của anh. Huynh đệ tốt ư? Anh muốn nói cho em biết. Nếu em thấy baby, em nghĩ anh đang không nghiêm túc sao? Bởi vì anh ấy nghĩ chúng tôi rất hợp nhau. Ngoại trừ điều em trẻ hơn anh 10 tuổi. Anh ấy lo là chị hiểu nhầm anh ấy đang thích chị. Được rồi, lẽ ra anh ấy sẽ chọn tôi chứ gì? Anh biết. Đôi cánh tay mạnh mẽ của em sẽ ở đó chờ anh. Lại đây nào. Cheers. Cạn. Này cô, Mỹ Lan đâu rồi? Đây là bàn chơi Baccara. Không phải bàn đăng ký tìm người thân. Tôi sợ hết hồn. Tại sao anh lại ở trên đường vậy? Anh khùng à? Tôi... Bọn cá mập tìm anh à? Không. Hôm nay là Trung Thu. Tôi muốn... Kiếm tôi mượn tiền chứ gì? Như thể chuyện tôi xô anh khỏi sân thượng rồi. Tôi không có tiền mặt đâu. Nhưng tôi có thể chở anh ra cầu tàu. Có nghe rõ không đấy? Được không? Anh không muốn à? Thôi quên đi. Lên đi nào. Nếu tôi không từng chờ đợi anh, tôi có thể đã là baby của anh và đã không là bạn của anh. Không có ngực này thì không có cảm xúc này. Không có ngực này thì không có cảm xúc này. Giờ thì tôi đã không có ngực. Tụi mày hết thời rồi. Tạm biệt nhá. Đi mà giúp đỡ ai khác đi. Tạm biệt. Đừng quên viết thư về nhé. Lại là ông nữa sao? Ông có biết mấy giờ rồi không? Dừng ngay lại đi nào. Người ta đang ngủ đấy. Ông có hiểu không vậy? Tôi đang quấy rầy cô à? Ông không hiểu chuyện gì à? Tôi sẽ dùng đến phụ tùng cơ giới đấy. Chuyện này là chọn sai quả là một điều tồi tệ. Anh Joe, anh tệ quá đi. Phải, anh có biết không hả? Quyết định sai rồi. Anh ấy chọn sai rồi. Anh ta đâu có. Bình tĩnh nào, thôi đừng la hết nữa. Tôi đang la chửi vào anh đấy. Anh tệ lắm. Anh từng nói tôi không có ngực. Thế thì tôi không dùng phụ tùng thì sao? Tôi đâu có nói như thế. Đừng có đụng vào người tôi. Gã đổi bại. Anh đang dẫn em đi đâu thế? Angel, trả lời em đi. Anh đang dẫn em đi đâu thế? Angel, Angel, cứu.
Anh đang dẫn em đi đâu thế? Kia kìa, tôi hoa mắt quá. Vui quá đi. Nhanh lên nữa đi. Trăng tròn thì chuyện cũng bắt đầu kết thúc. Hãy ăn thứ này khi ở trên tàu, để có cái mà ói với người ta. Cái này đắt lắm. Tôi sẽ trả tiền lại cho cô sau nhé. Quên đi, chỉ có một con ngốc mới tin vào một kẻ cờ bạc. Tạm biệt nhé, hẹn sớm gặp lại. Không gặp thì tốt hơn. Cảm ơn cô. Lịch làm việc mấy ngày tới của tôi thế nào? Anh sẽ ở Hồng Kông lúc 3 giờ để gặp một người môi giới chứng khoán đến từ New York để Frank làm việc với họ. Tôi muốn ở lại. Tôi sẽ bảo anh ấy. Cô ấy cũng không tệ, nhưng cũng không hoàn toàn. Chúng ta là bạn mà. Tôi biết anh không xử lý được chuyện này. Tôi đã điều tra kỹ cô ta rồi. Trường của con gái cô ta khó mà đột nhập được. Điều đó chứng tỏ cô ấy rất có nguyên tắc. Họ đang sống rất tốt mà, không cần có anh. Anh không nên lo lắng làm gì. Nếu anh có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn. Bộ cậu điều tra hết tất cả các cô gái cậu thích à? Xin lỗi, chuyện này là riêng tư. Tôi tự mình làm thôi. Để tôi tự điều tra. Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Lại là ông nữa. Hôm qua tôi đã ôm cô đấy. Tôi không biết ông đang nói chuyện vớ vẩn gì hết. Làm ơn nghe tôi nói điều này nữa thôi. Ông giám đốc không cho tôi sửa chữa đèn nữa. Vợ của bạn tôi đang lâm bồn. Tôi làm thế cho cậu ấy. Giờ đây tôi đã gây nên hậu quả thế này. Cứ đến đòi tôi nếu cô muốn bồi thường. Tôi không muốn làm bạn tôi mất việc. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi là Lâm Cửu. Tôi không có nào khác đâu. Cô hãy nhận lấy cái này. Cái gì thế? Gà ác tẩm bổ từ quê của tôi. Mẹ tôi nói nấu cháo với gà ác rất tốt cho phụ nữ. Xin cô nhận cho. Tôi không muốn đâu. Cảm ơn anh. Cảm ơn cô. Túi sách của cô hợp thời trang lắm. Cầm lấy mà dùng này. Không đâu, cảm ơn cô. Một con thiên nga trắng nhỏ đang tắm trong hồ nước. Con muốn chạm vào nó. Không đúng, phải là con muốn chạm vào nó. Con muốn chạm vào nó. Đúng rồi đấy con. Chào cô Phương. Ông Mã, tôi nghĩ anh đã đi rồi. Sau ngày mai chúng tôi mới đi. Anh gặp con gái em đi, Tiểu Quyên. Chào chú đi con. Cháu chào chú. Hello. Xin chào. Cháu chào chú. Này chú ăn cái này đi. Mẹ làm đây ngon lắm. Là gì thế? Cái này là bánh rán đậu đỏ, món đặc trưng của chú em. Anh ăn thử đi. Em giỏi nấu nướng quá. Trước mẹ em làm việc trong xí nghiệp. Em phải làm hết mọi việc ở nhà. Mẹ anh cũng thế. Mẹ anh trước cũng bán bánh đậu đỏ. Anh là phụ việc cho mẹ. Mẹ cháu dạy phải biết chia sẻ. Con gái ngoan lắm. Mẹ con muốn chúng ta phải cắt làm hai cái bánh này. Con có thể ăn một nửa. Giờ cả hai chúng ta cùng mâm mâm nhé. Bắt đầu ăn được không con? Vâng ạ, cảm ơn chú. Phương pháp làm nở ngực. Tính tiền đi. Chờ tôi một lát nhé. Đây là Phú Hào.
gọi cho trợ lý của tôi, Joe. Quỷ quái bọn họ đi đâu hết cả rồi? Lão Hoàng, hai ngày nay trông anh có vẻ hơi mệt. Có chuyện gì thế? Không có gì đâu. Có gì cứ nói cho tôi biết. Anh có thể nhờ cậy bạn bè mà. Em trai tôi vừa mới bị đâm xe, nó cần tiền mặt. Cứ giữ lấy số này. Nhưng đừng nghĩ ngợi gì mà. Uống cạn nào. Alo. Sao cơ? Của em à? Không phải. Chị không tin em đâu. Nhảy đi. Quản lý, tôi không nghĩ rằng trong một quán bar bình thường thế này có thể kiếm được những cô gái vũ công đầy cảm xúc như thế. Tôi thực sự như thể là muốn hẹn với họ phải không? Đúng đấy. Cô nhiều mỡ kìa. Mỹ Lan. Chúc may mắn nhé. Sao thế? Tôi không thể nói cho anh biết được. Chỉ biết là cứ bảo trọng nhé. Em mau quả là. Có thôi đi không à? Và... Anh không những là một kẻ cờ bạc mà còn là một kẻ háo sắc nữa. Đây chỉ là một phản ứng rất bình thường của một người đàn ông thôi mà. Cô không thể mong đợi tôi hành động như một đường tăng. Một sư phụ ít tóc á? Lẽ ra anh phải trở thành như thế. Ai đó sẽ phải thanh toán hóa đơn cho bữa tối nay. Thiện tài, quý nữ thí chủ à. Thầy tụi tôi chỉ thích con nữ Bồ Tát này thôi. Các nữ thần khác có thể rời khỏi đây. Thiện tài, cứ đợi coi. Tại sao anh lại tới đây vậy? Thượng đế gửi tôi đến theo sau nữ thần này. Sợ quá, khiếp quá đi. Không có chỗ dành cho anh đâu. Tôi sẽ cho anh ấy đi nhờ. Đừng có ngốc thế. Thầy tu ơi, ông cho chặt nữ Bồ Tát nhé. Phải đấy mà. Chúng ta không làm chuyện tồi tệ hơn đâu. Tạm biệt nhé. Bắt lấy này. Ổn chưa? Xin chào anh Huy, chào nha Mỹ Lan. Tôi đặt thêm mật như cô đề nghị rồi đấy. Vậy à, để em thử nhá. Mỹ Lan xin chào. Có biết hết mọi người à? Anh khỏe không? Làm ăn thế nào rồi? Em chào chị. Dùng một chút này đi. Được, nhưng chị để em trả tiền nhá. Thôi khỏi, nếu chị không lấy lần sau em sẽ không đến nữa. Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay lúc này. Chương trình hãy nghe lời con tim mách bảo. Hãy diễn tả tình yêu của bạn với một người khác. Tôi rất vui khi nhìn thấy cô đi dọc trên con phố này đấy. Vui đến nào thế? Tại sao mọi người tốt với cô quá vậy? Bởi vì tôi tốt với họ. Là thật sao? Đương nhiên rồi. Chị làm thế là không tốt đâu nhá. Thì giữ anh ấy cho riêng mình. Đừng có mất lịch sự như thế chứ. Điện thoại của tôi mà. Đậu phộng tiệm Minh là tuyệt nhất trên đời đấy.
Tôi ít khi ăn đậu phộng lắm, nhưng tối nay tôi ăn thử coi. Sao lạ vậy? Người ta cảnh báo mà. Nó sẽ làm yếu hai môn sinh và lý của con trai. Đó là tại sao. Nhưng hôm nay không tính, phải đấy. Tôi thích ăn lắm. Tôi thực sự đói sắp ngất rồi này. Đói là một động lực có tính chân thực nhất. Cô nói thật là chi lý, thật là sáng suốt. Đói quả thực là một động lực có tính chân thực nhất. Khá lắm, khá lắm. Cứ cầm lấy đi, cảm ơn. Cảm ơn, không cần trả lại. Tại sao ở đây tính đắt thế? Tôi sẽ trả lại cho anh mà. Tôi không có ý đó. Tôi lo lắng sợ người ta lừa thôi. Đây là rượu gì sao lại đắt thế? Thứ đó không đắt lắm đâu, thưa ngài. Tôi có thể mang về được không? Không có vấn đề gì, cảm ơn. Gọi tất cả các món rồi ư? Cá phê sau là đủ rồi. Tôi không biết ăn cá. Cá cũng như con người thôi. Một số thì tốt với anh, một số thì tệ bạc với anh. Anh hãy dùng thử con cá chiên này. Nó không được ngon mắt cho lắm, nhưng nó thường dùng trong đại tiệc đấy. Và nó có rất nhiều bạn đấy. Tôi có thể hiểu được người bạn này của cô. Và ý của anh ấy là gọi tên cô với sự quan tâm duy nhất. Cô khó mà bán đi anh ấy. Tôi đã bảo anh rồi. Cá cũng có phẩm giá mà, hệt như con người thôi. Tin tôi đi mà. Không ai có thể bảo tôi tin họ trước đây đâu nhé. Bởi vì đâu có ai khác tốt với anh đâu. Ăn đi nào, đợi đã. Thế khăn giấy này để làm gì vậy? Để đề phòng khi anh nôn ra đấy. Cô đã bảo nó ngon, thế tại sao tôi lại nôn được? Thế cô có muốn tôi tin cô hay là không? Ai mà đảm bảo được? Anh đâu có quyền tuyên bố gì đâu. Tôi đã nói với cô rồi, không ai bắt tôi tin họ được. Cô là người đầu tiên đấy, tôi sẽ ghi nhớ điều ấy. Vậy sao? Thế có ngon không? Rất ngon. Cô làm tôi ngạc nhiên lắm đấy. Cô đã thay đổi tôi và con cá này mãi mãi. Cắn một miếng nữa nhá. Vậy sao? Đợi đã. Thế xương cá đâu mất rồi? Ngọt ngào và dịu êm quá nhỉ. Bạn trai của cô à? Là bất hạnh của tôi đấy. Đâu có cần phải lên giọng như thế chứ. Muốn gọi cảnh sát không? Xin lỗi, tôi uống quá nhiều rồi. Tôi không thể kiểm soát bản thân được nữa rồi. Cứ uống say là có thể nói linh tinh như thế được à? Cạn ly nào. Tiền của anh đây, cảm ơn anh nhé. Anh không có ví à? Tôi có chứ. Đây là tiền dành dụng của tôi. Tôi đang để dành tiền cho mẹ của tôi. Anh đã trả tiền nhà hàng cho tôi bằng tiền dành dụng của mình sao? Cô đã gọi điện cho tôi, điều đó có nghĩa là tôi là bạn của cô. Tôi đâu có nghĩ gì khác. Chúng ta đâu có phải là bạn bè đâu. Nhưng tôi vẫn rất cảm kích anh, tôi phải đi đây. Xin đợi một lát, sao lại nhiều như thế này? Cứ coi như là cảm ơn anh đi. Tôi không thể lấy tiền của cô được. Mệt quá, làm ơn đi mà. Cái ly rượu, anh cứ giữ lấy. Tạm biệt. Đây là thảm cỏ của tôi từ khi tôi còn bé. Tôi đã tụ họp cùng các bạn của tôi ở đây, kể cả bạn trai của tôi nữa. Nhưng có tên tỷ phú Trình Trọng Lâm đã mua mảnh đất này, lấy hết cả khu này luôn. Chỗ đó từng là một công viên giải trí. Có cả một con ngựa bằng đá nữa. Tôi thường cưỡi lên nó và chơi bắn pháo hoa. Nhưng tỷ phú đó đã phá hủy toàn bộ, bao gồm cả con ngựa luôn. Thế cũng tốt mà. Cũng đáng để chết vì nó chứ. Lợi nhuận đang lên mà. Hơn 8.000 đô la cho 1 mét vuông. Ông ta chiếm 2 x 4 mét. Vị trí là hơn 64.000 đô. Còn đáng giá hơn nhiều con cá kia đấy. Anh thông minh lắm. Tôi khởi sự kinh doanh khi mười mấy tuổi. Khó khăn lắm. Lẽ ra anh không nên cờ bạc. Tại tôi chán mà. Cô thích kiểu người ấy của cô như thế nào? Một ai đó như tôi được không? Mấy ngày nay tôi chui mũi vào rem. Không biết à? Là chuyện tranh hài đấy. Vì cô gái mà anh ấy yêu, mà rem, thần chết đã tự giết chết mình. Phần cảm động nhất là anh ấy không nói cho ai biết hết.
kể cả cho cô gái anh yêu. Tôi nghĩ người của tôi cũng phải cảm động dám chết vì lãng mạn như thế. Còn anh thì sao? Tôi à? Tôi thì đơn giản lắm. Tôi chỉ muốn tìm thấy một cô gái, người mà có thể thực sự nghe thấy nhịp đập trái tim tôi. Vui quá đi. Khuya rồi đấy, phải hạ thấp giọng xuống. Hay quá. Dạy tôi làm đi. Chào cô Quách. Anh muốn gì thế? Tôi bây giờ là nhân viên biên chế rồi. Ông giám đốc bảo tôi cảm ơn cô. Tôi đâu có làm gì đâu. Không, tôi phải cảm ơn cô mới phải. Cái này xin tặng cô, xin cô nhận cho. Giờ đến cái gì đây? Là trà thất tinh, đặc sản của quê tôi. Cô hãy uống rượu, thứ này tốt cho gan của cô lắm. Trời ơi, anh đừng có mang luôn cả quê anh lên đây chứ. Tôi không làm gì đâu, xin cô nhận cho ạ. Tôi xin cô mà. Được rồi, cảm ơn cô Quách. Nếu cần gì cô cứ gọi cho tôi. Được rồi, cảm ơn. Anh lẽ ra phải tặng quấy lời cầu hôn chứ. Đừng có như thế mà. Chúng ta cùng ngồi xuống và nói chuyện một lát đi. Nói chuyện thôi được không? Tại sao không ạ? Chúng ta đi thôi. Xin chào ngài. Lối này, anh hư lắm. Ân nhân, tôi không thể nhận tiền của cô. Cảm ơn cô rất nhiều, cửu. Đừng phung phí đời anh với những điều đáng tiếc. Cờ bạc. Ai biết gửi tin nhắn bằng tiếng Trung Quốc không? Để khôi phục cài đặt gốc, nhấn nút này. Tài chính tiên sinh, những chuyện hại ông yêu cầu đây ạ. Tôi đã đánh dấu những trang có nói về Rem cho ông rồi. Vậy à, cảm ơn. Đọc dùm tôi luôn đi này. Đẹp quá. Còn nữa đây. Tôi rất lấy làm tự hào khi thông báo anh Sơn Kỳ đã lấy lại được quyền làm chủ nhà hát. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi đâu biết. Ông chủ đến chỗ tôi và hào hứng hơn cả tôi. Ai là người mua vậy? Một tổ chức phát triển nghệ thuật nào đó. Chuyện này thật kỳ lạ, nhưng... Nâng ly nào? Uống cạn nào? Cô đang ở đâu thế? Đang ở nhà hát ăn mừng. Chúc mừng nhá. Tôi đang bước vào cuộc chiến đây. Chúc tôi may mắn đi. Tôi sẽ chúc anh may mắn nếu anh thôi cờ bạc. Chúc anh những điều tốt đẹp nhất, Mỹ Lan. Đối thủ đã biết giá đấu thầu của ta. Lợi báo của Thượng Hải đã tăng đấu thầu của ta lên 15%. Vì là cổ đông chính, tôi sẽ suy nghĩ kỹ về điều đó. Lời chúc của cô thật là quyền lực. Mời cô dùng súp. Cảm ơn. Uống súp thưa ngài. Súp này mùi ngon quá. Dì quả là số 1. Nhờ gà ác của cô mà súp mới ngon như thế đấy. Vậy sao? Đó là quà người ta tặng cháu đấy. Thứ tốt nhất đấy. Có tiền chưa chắc mua được đâu. Cháu đâu có biết. Là đặc sản gì đó của quê anh ta mà. Cô ấy đang nói về người đàn ông nọ. Không phải nói về gà đâu dì ơi. Cô hư quá.
Xin chào cô Quách. Sao anh biết là tôi vậy? Tôi có hiển thị người gọi mà. Cô là đại ân nhân của tôi phải luôn nhớ đến cô chứ. Lại nhắc chuyện ấy nữa rồi, bỏ đi. Tôi luôn mong đợi được cô yêu cầu, cô Quách. Chả anh cho tôi ngon lắm đấy. Cảm ơn anh. Chúng ta chụp kiểu khác nhé. Tôi không được khỏe lắm. Tôi không còn đam mê cờ bạc nữa rồi. Nhưng tôi vẫn muốn đến Macau. Sao lại thế được? Đến giải phẫu thẩm mỹ, đặt nhựa dẻo silicone cũng chẳng ăn thua. Cái miệng con mắt là cửa ngõ của trái tim. Trước đây mình có từng yêu đâu. Chỉ là vài tin nhắn SMS. Tôi chẳng quan tâm. Ngừng ăn đi, đến căng duỗi cơ nào. Chỉ có một lý do duy nhất. Anh đã nhận ra những cảm xúc của em khi gửi đến cho anh hồi đêm, những bầu ngực và những nụ hôn. Tôi không sao hết. Bây giờ không khóa chơi bài kiểu đại lục nữa rồi, phải chơi kiểu đấu địa chủ. Sao thế? Để kích giá đất lên. Cậu làm nghề gì vậy? Hai con Joker này, xây dựng. Hai con Joker này, nghe này. Chứ cậu học ở trường nào? Hai con hai thắng hai con át, đúng đấy. Em có thể chơi lúc nào chả được. Em này, hôm nay chúng ta không chơi bài nữa. Nói chuyện một lát được không? Bốn con cùng một loại gọi là bom. Cậu cũng có thể bom với con Joker. Cậu lập gia đình chưa? Ba lần rồi. Chơi bài đi. Cậu đùa à? Tiên sư, lại lừa tôi à? Sao cứ rủ tôi chơi bài vậy? Tôi bỏ chơi bài lâu rồi mà. Ở lại dùng bữa luôn nhé cậu. Chắc chắn rồi. Đưa chú cái đó. Chồng tôi nấu nướng siêu lắm. Giỏi hơn cả chỉnh chơi bài của tôi luôn. Ý cô là... Sao anh biết chỗ ở của tôi vậy? Tôi làm việc cho FBI. Cô không biết sao? Là gì thế? Những bước nhảy tôi học được khi còn nhỏ. Cô thực sự thích khiêu vũ à? Đúng đấy. Dù vui hay buồn, tôi đều thích nhảy. Đó quả là một cách hay để xả stress. Thế còn anh thì sao? Tôi đi cưa gái. Dù vui hay buồn, tôi lúc nào cũng thích đi cưa gái. Để xả bọ chét đúng không? Gì cũng muốn nữa. Không. Không không, một ly cũng không. Một ngụm cũng không. Nhưng tôi muốn một lon mà. Em cũng muốn một lon nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục nó sau bữa tối. Chú đã pha chảo hoa cúc và nướng cả hạt điều nữa. Sao nhiều thế chứ? Cứ dùng thử xem. Rượu đã biến gì thành một con quỷ. Vì thế chúng ta tiếp tục uống sau khi một lúc gián đoạn. Không, tôi không chịu nổi bia đâu. Cô thật là hư khi dẫn tôi đến đây. Đậu phộng không? Không. Không phải tối nay. Sao không chứ? Đầu óc anh bị làm sao rồi à? Làm sao cơ? Gì thế? Ngực. Cái gì? Ngực ấy. Ngực và hôn ấy. Trời ơi, đồ dâm dục khó tiêu quá đi mất. Anh hết thuốc cứu rồi. Tôi ư? Dâm dục và khó tiêu ư? Bầu ngực và những nụ hôn. Nhìn lại mình đi. Ai dâm dục? Là tôi hay cô? Thấy chưa? Đúng rồi, từ điện thoại của tôi. Đúng đấy, tôi chưa hề viết những dòng tin nhắn đó thô tục như thế. Chính xác, thế mới làm tôi hiểu nhầm. Anh ngốc quá, tôi đời thuở nào lại viết như thế chứ? Là Chihuahua, sao cơ? Cô ấy trêu tôi đấy mà. Chihuahua trêu tôi. Không, cô ấy trêu tôi thì có. Giờ tôi không biết phải làm gì đây. Chết tiệt thật. Thôi, tôi phải tự triệt tiêu hứng bằng thứ này thôi. Được rồi. Cứ ở yên đó nhá. Cho tôi thời gian để hạ hỏa chứ. Đồng ý không? Đừng có nhìn tôi như thế chứ. Ngừng ngay kiểu nhìn của cô vào tôi đi. Cô khiến tôi nổi điên lên đấy. Dừng lại không?
sao? Tôi đổi bại lắm đấy. Tôi luôn luôn chủ động. Brightest moonlight shining bright, so bright on your lovely face. Golden rays. Quách, tôi là Lâm Cửu đây. Tôi biết cô đã trở về, nhưng tôi không muốn đường đột vào. Gửi ngàn lời đến cô, Lâm Cửu. Cô Quách, chết rồi. Thẻ vào phòng của tôi. Tôi luôn gặp rắc rối khi gặp anh. Cái gì thế này? Tôi đã cầu một buổi yêu dành cho cô. Đó là một dấu hiệu may mắn. Sao anh lại làm thế? Bởi vì tôi nghĩ cô rất xinh đẹp. Thực sự vòng gì đó không phải là tất cả. Cô vẫn thực sự là một người con gái tốt. Ổn thôi đúng không? Em có biết một nơi ở Thủy Tử không? Có một chỗ vắng vẻ để chơi trò yo-yo. Sao vậy? Anh đã từng rất thích chơi trò yo-yo. Khi mẹ anh biết được, mẹ anh cho rằng đó là một trò lãng phí thời gian. Mẹ anh đã quẳng nó ra một bên. Đằng sau mỗi người nổi tiếng đều có một người phụ nữ. Đằng sau mỗi kẻ ăn chơi hư hỏng đều có mẹ của anh ta. Cái này tặng anh. Sao vậy? Tại sao anh cứ hỏi em tại sao vậy? Thế em có giấc mơ nào không? Dĩ nhiên là có rồi, đúng không? Để anh cho em xem nhé. Trông nó giống gì nào? Một sao băng. Một sao băng đúng rồi. Em làm gì khi nhìn thấy một ngôi sao băng vậy? Thực hiện một điều ước. Em ước ư, chuẩn bị nhá. Nhanh lên. Nào. Em muốn học nhảy ở Mỹ. Được, tốt lắm. Anh mệt rồi à? Anh không sao? Tiểu Quy tin tưởng ở anh rồi. Anh là người đầu tiên sẵn lòng bảo bọc con gái của em. Anh sẵn lòng tiếp tục cả đời như thế. Anh còn có cái này cho em nữa này. Những chiếc vòng tương truyền trong giấc mộng. Hay không? Em không thấy ngạc nhiên sao? Cảm ơn anh. Cô ấy làm ở sòng bài. Cô ấy là một vũ công. Cô ấy là một cô gái bình thường. Cô ấy đã không xài tiền của anh. Anh nào gửi tin nhắn SMS bằng tiếng Trung Quốc là bởi cô ấy. Cô ấy là loại người mà anh có thể kết hôn. Nhưng thật lòng nói, khi cô ấy biết anh là Trình Trọng Lâm, cô ấy có thể chấp nhận điều đó không? Thế tôi mới nhờ cậy đến mọi người chứ. Mọi người nghĩ điều đó có hữu hiệu cho chúng ta không? Với sự ủng hộ hoàn toàn của mọi người, việc này sẽ ổn cả thôi. Cảm ơn mọi người. Cái quỷ quái gì thế này?
Tôi đến đây để kiểm tra xem anh có lười nhác không. Có tiến triển gì không? Anh đã làm tất cả chuyện này à? Anh thường đi đâu sau khi làm việc vậy? Người ta nói ở Macau thức ăn rất ngon, nhưng tôi không biết chỗ nào để đi. Vì thế tôi đang tìm một người đi cùng. Cô để quên điện thoại phải không? Cái này là tôi tặng anh. Tạm biệt. Tôi xin lỗi thưa cô Quách. Tôi đã làm cô thất vọng. Tôi đã bị sa thải. Something in my mind. A few times I want to cry. I never want to lie. Can you see my eyes? This burning fire tells you one thing deep in me. Anh đúng là. Em cảm ơn anh. Đâu có gì đâu. Chẳng là em đã khiến anh phải biết đối xử tốt với những người đối xử tốt với mình. Anh cũng không thể giấu em mãi. Anh chính là chủ nhân của khu đất này, của khách sạn nơi em làm việc và nhà hát. Anh chính là tên tỷ phú đó. Trịnh Trọng Lâm. Anh đang đến lớp học rồi em ạ. Anh đến sớm quá. Tiểu Quy 12 giờ trưa mới tan mà. Chính Lâm đang che giấu thân phận, vì thế anh cũng không bận lắm. Có vẻ như anh đang được các phụ nữ vây quanh. Em ghen ư? Hay em nghĩ người ta xin chào, muốn nói chuyện à? Được thôi, em phải đi đây, em có khách. Tạm biệt anh nhé, tạm biệt. Mẹ con bé đang tìm kiếm một người nào đó giàu có. Chỉ còn cách nào khác để cô ta có thể lên đời được. Cô ta ăn mặc ra vẻ như thế, chỉ có ra gì đâu. Dạy con mình đi lừa bịp đàn ông, quả thật cô ta rất lõi đời. Tôi đã chọn cho anh một vài món quà để gửi cho cô ấy. Thôi khỏi, cô ấy đâu có muốn. Nếu không, cô ấy đâu có trả lại những chiếc vòng trang sức kia. Cô biết không, cô ấy là kiểu người phụ nữ nghĩ một con cá 84 đô đáng giá một cái chết. Tôi biết anh đang đau khổ, nhưng tôi thấy vui cho anh. Tại sao cô lại nói thế?
Bởi vì anh đang yêu bằng cả trái tim. Tại sao cô lại nói thế nhỉ? Bình thường anh chẳng lãng phí đến một phút, nhưng giờ anh đã chờ đợi đến hai ngày rồi. Thì cô chả dạy tôi là phải cho quấy thời gian sao? Tôi đang làm theo đấy thôi. Vậy thì để tôi dạy thêm cho anh một điều nữa nhé. Yêu là phải biết bao dung và kiên nhẫn. Tôi không dám chỉ giáo cho cô điều gì đâu. Nhưng nếu cô yêu cậu ta, cô hãy cứ nói đi. Cậu ấy là một anh chàng tốt bụng đấy. Cô cũng kỳ lạ nhỉ, chẳng ai đọc được ý nghĩ của cô cả. Chuyện này thực là nghiêm túc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh ấy là một gã nhà giàu bẩn thỉu. Anh Sơn Kỳ biết không? Em là ai? Em chẳng là gì cả. Mọi người sẽ nghĩ sao về em? Cứ nói cho anh biết đi nào. Em là một phát bài, một vũ công. Nếu người ta nói là em đang lợi dụng anh ấy, chắc em sẽ nổi điên lên mất và sẽ giết hết. Anh ấy siêu giàu, còn em thì siêu rỗng túi. Anh biết là em không muốn người ta nói em là một loại con gái, chỉ muốn quyến rũ anh ta bởi vì tiền. Cái đó là do em nghĩ đấy thôi. Đừng tự dồn mình thế. Nếu em đang tự áp đặt dằn vặt mình vì em không có tiền của, thì những tỷ phú như cậu ta cũng đang chịu áp lực không kém đâu. Thôi nào, 1, 2, 3, 4. Nhanh, nhanh nữa nào. Nào, cùng nhịp nào. Tuyệt vời, nhanh nữa, nhiều năng lượng nào. Anh Cửu. Anh Cửu. Anh Cửu. Cô khỏe chứ cô Quách? Anh bảo là anh cần việc này. Anh làm chuyện này rối tung lên hết. Tôi xin lỗi. Tôi biết. Tôi không đủ trình độ. Nếu anh biết điều ấy, sao lại làm mọi chuyện tùm lum hết vậy? Tôi đâu có như thế. Tại sao anh không làm theo mẫu người ta đưa chứ? Anh không đủ giỏi vì anh yêu em. Anh vừa nói với em câu gì thế? Em đang nói về khuôn mẫu mà. Thế anh cũng đang nói về nó mà. Không phải thế. Anh vừa nói gì đó khác cơ. Không có. Em đang hỏi anh mà. Tôi xin lỗi thưa cô Quách. Anh không thể nói lại lời nói vừa rồi sao? Trời ơi, bực quá. Xin lỗi, tôi say rồi nên nhầm số. Mỹ Lan. Đâu có sao, miễn là anh đã không lựa chọn sai cho mình. Em là của anh, Trọng Lâm. Tôi có ba câu hỏi cho anh. Không được, hãy trả lời ba câu hỏi của tôi cơ. Anh có yêu chị ấy không? Anh có yêu chị ấy không? Anh có yêu chị ấy không? Yêu. Thưa cô Quách, là bạn của ngài Trình. Tôi không quấy rầy đâu, xin cứ tiếp tục đi ạ. Chào cô. Không có gì đâu, chỉ phi cô nghĩ chúng tôi đang quấy rầy cô. Không, tôi sợ tôi sẽ lỡ miệng. Chúng tôi đã làm gì để cô cảm thấy thế?
Cô cứ như miệt diệt sư thái ấy. Như thế cô có thể nguyền tôi với cái nhìn của mình. Như thế cô có thể tung một cước hay quay một đấm để loại bỏ tôi. Cô quả là thông minh khi nhận ra chị ấy là miệt diệt sư thái. Trời ơi, anh nhìn man ly quá. Anh quả là một tay sát gái. Xin tha cho chúng tôi đi anh. Em cá là anh không cần đến em đâu. Em ăn gì chưa? Rồi. Nhưng em phải đi ngay bây giờ. Sao thế? Em... nhân viên không được quyền đòi hỏi kiểu phục vụ này. Em đã lẻn vào đấy. Chúng ta đi nơi khác nhé. Không, như thế thật là ngu ngốc. Sao cơ? Anh là chủ khách sạn này. Sao lại phải đi nơi khác chứ? Chắc anh sẽ sa thải em phải không? Tốt, cứ sa thải em đi, xin mời. Anh có thể làm điều ấy thật đấy. Cứ việc gọi điện thoại đi. Em nói thật đấy. Không chịu được lời đùa à? Lần này có thể là lời nói đùa. Nhưng anh thực sự có quyền sa thải em, ông chủ ạ. Điều gì khiến em nghĩ anh đáng sợ như thế? Anh biết em cần phải tập cho quen. Anh hứa anh sẽ không cố thay đổi em. Anh vẫn sẽ là gã cờ bạc của em được không? Chịu không? Chịu. Anh bảo cô Quách đừng mang đến cho em thêm quần áo nữa. Mấy ngày nay em cởi đồ nhiều hơn là mặc đồ rồi. Ôi cái chân khốn khổ của tôi. Xin lỗi, tôi nhầm phòng ạ. Hãy gặp mẹ anh và vợ trước của anh. Vợ đầu của anh. Cô thích múa gợi dục để kiếm sống hay để cho vui? Đó không phải là múa gợi dục gì ạ. Cháu không mặc hở hang. Họ trả công cho cháu dưới 1.000 đô. Cô vẫn còn đi nhảy à? Vì cháu vẫn còn phải ăn và phải trả tiền thuê nhà. Cháu không muốn đoàn hát phải dạ đám. Chúng cháu cần phải có chiêu ạ. Nhưng chúng cháu không phải là loại. Thế ra cô đã thường mới Mau Mau hả? Mau Mau là ai ạ? Anh ấy đấy. Anh là Mau Mau, phải? Anh biến thành người câm từ lúc nào thế? Này, giọng em phát ra tiếng lạ, phải không? Chưa, tốt mà. Em làm tốt mà. Đừng lo, họ chỉ đến để xem mặt em thôi. Em lo chứ? Em là một người không thông minh. Mẹ anh có con mắt sắc bén lắm. Bà có thể nói ngay tức khắc em là một người thông minh mà. Trái lại, con là một người rất đẹp. Những gì làm anh lo lắng là Bạch Tuyết sẽ phải sợ bà hoàng hậu độc ác. Đừng hòng có chuyện đó. Em không sợ sao? Bởi vì em có Mau Mau rồi. Anh là Rem của em. Mau Mau. Rem. Mau Mau. Tại sao lại hét to thế? Với một giọng cao thế? Mau Mau. Em nghĩ gì về Mỹ Lan? Em có mang 5 tháng rồi. Đừng bắt em đoán chứ. Anh biết rất rõ. Làm người phụ nữ của anh thật khó biết chừng nào. Em vui khi anh biết điều ấy. Đừng nghĩ anh làm nhiều điều tốt cho người con gái là cô ta có thể tin tưởng anh hơn đâu đấy nhá. Đặc biệt là Mỹ Lan, người mà không có gì cả. Anh hiểu mà. Anh biết phải làm gì. Đợi ở đây nhá, được mà. Mẹ sao rồi? Người phụ nữ nào càng ngốc thì người ấy càng yêu con nhiều hơn. Con rất khác biệt với chúng ta. Nhưng mẹ biết những gì mẹ nói chẳng có thể thay đổi được ý định của con. Mẹ đừng lo, con liệu được mà. Nếu con cảm thấy lo lắng, hãy mua cho cái một căn nhà hay cổ phiếu. Con đâu có lo gì, bởi vì con có mẹ rồi. Đó là tại sao mẹ nói cho cái biết tên ở nhà của con. Con là điếc không sợ súng mà. Đó là di truyền mà mẹ. Mẹ cũng y hệt con mà. Cho con ôm một cái nào. Bảo trọng nhá. Được rồi, tạm biệt. Tạm biệt nhá. Hi. Xin chào. Hello. Xin chào. Hello. Xin chào. Tóm lại, sẽ chẳng còn ai nói cậu ta là đồng tính nữa. Không phải chúng tôi đâu. Ý tôi là các tạp chí. Ý cô là ấn bản đặc biệt quốc tế Vương Đế à? Họ lên danh sách tiêu chuẩn về phụ nữ của Trọng Lâm. Dài cỡ một xăm luôn.
Cô chưa đọc nó ư? Bởi tôi không dám đọc đâu. Cả tôi đau đầu hay mất ngủ luôn quá. Tôi nhớ có một tiêu chuẩn là có đầu óc và biết nhìn xa, có khả năng sao tế, tinh tế và mắn đẻ. Có chuyện gì thế em? Họ chế nhạo em à? Không, họ rất tốt. Họ hỏi những câu hỏi xuẩn ngốc à? Chỉ là em không biết nói gì với họ. Thực sự em cũng không thể nhớ được tên của họ. Chuyện đó dễ thôi mà, để anh nói cho. Đó là Ada, Sarong và... Nếu em muốn thì chúng ta có thể đi. Không, anh vào lại trong đó đi. Em ổn mà. Anh thật không muốn. Anh không thích họ. Họ cứ luôn miệng nói và mặc những bộ áo trễ ngực. Mà anh chỉ thích áo trễ trên ngực em thôi. Rồi anh nhảy đi. Được rồi. Được rồi. Trái hay phải đây? Nói cho anh biết đi. Trái. Trái à? Rồi, trái. Anh dẫm lên em rồi này. Coi nào, nâng nó lên nhá. Có chuyện gì vui thế? Stop. Em đã từng nói em tốt bụng nhất là khi em thực sự đói bụng. Nói cho anh là em sẽ kết hôn với anh chứ? Hãy luôn tốt với Mỹ Lan nhé. Hãy nghe này, kể từ giờ trở đi, khi em ước một điều ước, anh vẫn có ở đó. Mọi người gửi cho anh lời chúc mừng của họ. Các người đang nói gì thế? Vào ngay điểm chính đi. Điểm 1, những cổ đông và những cộng tác viên đã đặt câu hỏi cho xuất thân của hôn thê của anh. Kết hôn là chuyện của chúng tôi, chứ không phải là của họ. Điều đó dẫn đến điểm thứ hai. Người vợ thứ hai của anh nhận được 1/3 tài sản khi ly dị. Mà tất nhiên, từ bất động sản cá nhân của anh. Nhưng từ lúc này rồi thì anh đã sở hữu cả một tập đoàn. Nói cách khác, xuất thân của Mỹ Lan làm gia tăng tác nhân rủi ro. Anh có đề nghị gì chúng tôi không? Nói đi. Một hợp đồng tiền hôn nhân mà sẽ quy định trong trường hợp có ly dị, Mỹ Lan chỉ được quyền nhận tiền cấp dưỡng giới hạn nhất định để cô ấy không thể là nguy cơ tổn hại cho tập đoàn. Tôi không muốn chuyện này. Nghĩ khác đi có được không? Đây là ý của mẹ anh. Anh trở lại rồi à? Em đang tập luyện à? Vâng. Em cứ tiếp tục đi, rảnh thì đọc cái này. Cái gì thế? Không có gì, một tài liệu gì đó của công ty thôi. Anh là chủ tọa. Một mất mát chính trong tài sản của anh là thiệt hại cho công ty ở quy mô lớn hơn. Là sao cơ? Một hợp đồng định rõ tài sản quyền lợi hôn nhân.
Em cần phải hiểu rõ vị trí của anh. Quyền lợi của công ty là ưu tiên hàng đầu. Nếu lỡ, anh chỉ nói nếu lỡ, chẳng may chúng ta ly dị, em đòi. Anh biết chuyện này thật là lố bịch, nhưng anh phải bảo vệ công ty của anh và những cổ đông của anh. Họ cần có sự bảo vệ cơ đấy. Nếu chúng ta muốn kết hôn, chúng ta phải ký vào cái này. Chúng ta kết hôn đâu phải chuyện của những cổ đông. Or am I dreaming? I can't tell dreams from truth. For it's been so long since I have seen you. I can hardly remember your face anymore. I think of you smiling with pride in your eyes. A lover that sighs. If you want me, em cứ nói với anh nếu em chọn việc từ bỏ. Nếu anh ta muốn tính toán, cứ xin cho anh ta vài đứa con, bắt anh ta phải trả tiền lo cho tụi nó. Thế nếu hợp đồng ràng buộc ngặt thì sao? Cứ bắt anh ta tính theo đầu người là ổn thôi. Đừng có giận dỗi chứ. Chuyện đó cứ như là trả tiền để ngủ với nhau vậy. Mập quá thì chẳng sướng gì đâu. Bạn sai rồi. Những con số 0 trong tài khoản ngân hàng của bạn mới là cực sướng. Một con số 0, hai con số 0, ba con số 0. Hiểu không? Chào buổi sáng, chào buổi sáng Trọng Lâm. Chuyện gì thế? Bánh mì nướng không ngon à? Tặng cô phần nữa này. Cứ thưởng thức nhé. Chuyện này có vẻ tế nhị, nhưng hãy tin anh đi. Dì không đi đánh bài hả chú? Dì con không muốn người ta nghĩ bà ấy đang bán con để trả nợ đánh bài. Thậm chí con có lôi bà ấy ra, bà ấy cũng chẳng đi đâu. Chúng ta cũng chẳng dám đi mua ở cửa hàng tạp hóa nữa, để phòng bọn nhà báo chụp hình trộm biết chúng ta ăn gì. Chú và dì không thể ra ngoài sao? Mặc áo vest như thế này để làm bếp đấy, cứ như là đang đi công chuyện lớn lao bên ngoài. Tôn và dì cũng chẳng thể giàu được, nhưng chúng ta vẫn muốn cháu trở thành một quý cô. Paul, xin giới thiệu chú là Paul. Dì cháu kia là Tiffany, còn cháu là Mỹ Lan. Toàn những tên tuổi lẫy lừng, phải đấy. Anh về nhà sớm thế? Anh đã gọi cho em rồi mà. Em quên điện thoại ở nhà rồi. Em đi tắm nhá. Bữa tôi sẵn sàng rồi, chúng ta ăn trước đi. Em đã ăn ở nhà gì rồi? Nhà gì có điện thoại? Sao em không gọi cho anh? Em muốn tắm mát trước đã. Em cứ đi đi. Thank you.
分了没？em ngủ rồi à? Có gì không? Em không thể quên bản hợp đồng sao? Phải. Thật là tốt đẹp biết bao nếu anh không phải là ông chủ. Em sẽ ký. Chúc anh ngủ ngon. Chúng ta hãy cùng phỏng vấn xem John đã gặp được Joe như thế nào. Cậu ấy âm thầm yêu Joe 3 năm trời, nhưng chưa lần nào có gan tỏ bày cho cô ấy biết. Giờ thì bạn cũng đã đánh bạo để nói. Nếu anh yêu cô ấy nhiều như vậy, điều gì đã khiến anh phải mất khoảng thời gian lâu như vậy để tỏ lòng mình? Cô ấy hơn tôi về mọi mặt. Thế cô ấy đã phản ứng thế nào? Hôm đó tôi đâu quyết định nói cho cô ấy. Tôi chỉ muốn gặp cô ấy để mời ăn tối. Còn chuyện ấy hãy để sau. Và cô ấy đã đồng ý. Nhưng hôm sau trên đường cô ấy đi làm, cô ấy đã bị tai nạn. Chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy mất. Lại đây với tôi nào. Tôi muốn anh nói cho quý khán giả ở đây, tại sao anh quyết định xuất hiện trong chương trình Hãy Nói Lời Trái Tim. Đó là bởi vì tôi vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Tôi có lỗi vì đã không nói cho cô ấy biết. Tôi đã yêu cô ấy 3 năm trời, đến giờ vẫn còn yêu. Tôi hối tiếc vì không dám tỏ bày. Ngộ lỡ cô ấy sẽ làm tôi thất vọng. Ít nhất cô ấy cũng biết rằng có ai đó đã yêu cô ấy. Anh thật là dũng cảm, anh John. John đã bày tỏ tấm chân tình của mình với chúng ta. Chúng ta nên cho anh ấy một tràng vỗ tay thật lớn. Cho tôi mượn cây bút để tôi giải thích. Không, tôi không muốn biết. Tất cả vợ trước của anh ấy cũng từng ký điều này phải không? Không, cậu ấy chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. Đơn giản là vì công ty của cậu ấy đã mở rộng quá nhanh. Cái này thật ra là yêu cầu của mẹ cậu ấy. Chính Lâm lẽ ra cũng chẳng bao giờ nói cho cô, phòng khi cô cảm thấy khó xử khi cô phải đáp ứng. Tôi cũng có một yêu cầu. Nếu một khi anh ly dị, cô ấy sẽ dành tất cả những gì cô ấy được hưởng để cho từ thiện. Tôi đồng ý điều đó. Nhưng trước khi cô ấy ký, tại sao cô ấy lại thêm vào điều kiện như thế nhỉ? Bởi vì cô ấy phát hiện ra hợp đồng là do ý của mẹ anh. Là thế nào? Xin lỗi, tại tôi lỡ lời. Tôi hiểu rồi. Cô Quách, có chuyện gì thế? Ai đó từ đài truyền hình muốn gặp cô. Hôm nay ông Trình đâu có hẹn với báo đài nào đâu. Họ muốn gặp cô ạ. Gặp tôi ư? Chương trình Hãy Nghe Lời Con Tim mách bảo. Đây là một chương trình đang được khán giả yêu thích lắm.
Vui quá. Anh đùa à? Chú ơi, chú nhìn này. Đó là biển số xe của chú mà. Dạ phải, MI3211. Con có trí nhớ tốt lắm. Tiểu Quy, con có những phần quà nào cho các chú khác không vậy? Tiểu Quy, đứng dậy đi con. Con vào phòng mình học bài đi nhé. Chào tạm biệt chú đi con. Tạm biệt chú. Tạm biệt con. Em không muốn Tiểu Quy giống em và để mọi người coi thường nó. Anh Thành, cái này được không ạ? Được rồi. Được rồi. Biết mình, vượt qua chính mình, thay đổi chính mình. Trước khi yêu ai đó, hãy đăng ký nếu bạn không muốn hối tiếc. Chúng tôi đang đợi các bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn đi theo con tim bạn mách bảo. Anh Sơn Kỳ, chưa ai từng khiến em hạnh phúc đến thế, nhưng cũng đau khổ đến thế. Nhưng đau khổ nó cũng có giá trị của đau khổ. Anh nghĩ như thế là tốt. Đối với những ai nghèo, muốn kết liên với người nào đó giàu ư? Trừ khi đàn ông tiêu tiền của phụ nữ, có gì sai trái nếu phụ nữ tiêu tiền của đàn ông chứ? Đây mới là vấn đề của cô. Xin chào. Anh mới học được một trò. Anh sẽ biến một điều ước của em thành hiện thực. Thử đi nào. Em muốn lấy 1 tỷ phú. Em đừng đùa nữa mà. Em không có đùa. Em nghĩ em cũng sẽ ổn với chuyện ấy. Thật là khó để tiêu tiền đúng không anh? Em là một phụ nữ. Em có thể trở thành một phụ nữ giàu có. Nhưng em không thể. Chúng ta là 2 thế giới khác biệt. Em có thể giả câm khi đi với anh đúng không? Nhưng khi người ta nói về em thực sự muốn. Anh là người em yêu. Tại sao người ta lại bắt em ký vào hợp đồng chứ? Anh thì không sao. Nhưng anh có nghĩ cho cảm xúc của em không? Thôi quên chuyện ấy đi. Giờ em có thể nói cho anh biết. Em sẽ cưới anh chứ? Ngay bây giờ sao? Ngay bây giờ, câu trả lời là không. Anh nên đi, để em còn tập luyện. Em xin lỗi. Tôi sẽ lên TV và chấp nhận một người. Mọi người sẽ nghĩ gì về tôi nhỉ? Không, không phải tôi, mà là anh ấy. Mọi người sẽ nghĩ gì về anh ấy? Thế mới là cuộc đời. Cô không cần phải quan tâm những gì người khác nghĩ. Miễn là cô yêu anh ta. Bây giờ
Nếu có ai đó nói với tôi, cô ấy hạnh phúc khi yêu tôi trên TV, tôi sẽ đến đó trong khi tim đập thình thịch. Được rồi, tại sao anh không nói với cô ấy là anh yêu cô ấy đi? Và để cho cô ấy nắm lấy cơ hội ấy chứ? Không, tại sao không hả? Bởi vì tôi là một người đàn ông. Đàn ông với đàn bà cái gì? Đàn ông phải giữ thể diện, còn đàn bà không biết giữ sao? Tôi không thể sống chỉ với mình được. Sẽ nhục nhã lắm. Nhục mặt, hiểu rồi. Tôi đi đây, tôi không quan tâm. Tôi nói là nhục lắm. Cứ để anh ta một mình đi. Đừng có nài nỉ anh ta làm gì. Anh ta chỉ là một tài xế thôi mà. Tài xế. Anh ta nhát như thỏ đế. Một tài xế ngu. Tôi sẽ không đi chung với cô ấy. Tôi sẽ đi. Ồ được đấy. Đi thôi bạn tốt của tôi ơi. Cậu có biết chúng tôi dự định đi đâu không? Dĩ nhiên là tôi biết. Chúng tôi không có đi bơi. Tôi nghe thấy anh nói rồi. Người ta mang đến nơi hạnh phúc cho anh. Kia kìa. Và có tìm ra một người đón nhận đúng không? Chính xác. Hai người say rồi. Đây không phải là trò chơi đâu. Rồi sẽ tổn thương vì cô đấy. Cậu nghĩ cậu là ai? Trình Trọng Lâm. Một khi Trình Trọng Lâm muốn một người phụ nữ, Trình Trọng Lâm, cô ấy sẽ phải bay đến từ địa ngục. Tôi là Trình Trọng Lâm và tôi giàu có. Thế thì sao nào? Một thằng ngốc đã cầu hôn hôm nay với một chiếc nhẫn. Cô ấy đã nói không? Ai đã trả lời thế? Không. Nếu chỉ mình tôi biết cô ấy là người tôi muốn, cô ấy cũng phải biết điều đó chứ. Quên đi chuyện còn lại nhé. Tôi sẽ nói cho cả thế giới biết. Tôi yêu Mỹ Lan. Tốt, tốt lắm. Tôi đã quyết định đi cùng với cô. Hay quá. Cậu quả là một chàng trai tốt. Anh ta tệ lắm. Chúng ta đi thôi. Chúng ta đi thôi, đợi đã. Anh quả là nỗi đau của tôi. Tức quá. Tôi tin cô. Nếu một anh chàng nào đó cầu hôn trên TV thì một cô nào đó sẽ đồng ý chứ. Nếu tôi mà đã đồng ý rồi, bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể đồng ý thôi. Bất cứ gì cũng bỏ, đi thôi. Tin tôi đi, đi chứ, tuyệt đối. Nào chúng ta móc ngoéo nào. Tốt. Tất cả chúng ta cùng đi nào. Hãy nghe lời con tim mách bảo. Hạnh phúc do tự mình giành lấy được. Mỹ Lan, bạn đã bị mũi tên thần tình yêu bắn trúng rồi. Nhìn đằng kia kìa. Đây là đài truyền hình nào vậy? Hoắc Tương Như tiểu thư, bạn đã bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng. Các bạn đang làm gì vậy? Hãy nghe lời trái tim mách bảo. Tôi là người dẫn chương trình của bạn, Tôn Nhi. Chúc mừng các bạn đã đến với chương trình. Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Đêm nay đến với chúng ta là một anh tài xế, một nhân viên văn phòng, một người mẹ độc thân, một anh công nhân thất nghiệp và một nhà tỷ phú. Nhưng mà trong tình yêu mọi người đều bình đẳng. Các bạn hãy nghe theo lời mách bảo của con tim mình để yêu và hạnh phúc. Xin phép chương trình được bắt đầu. Tối nay chúng ta có 6 người khách đặc biệt, nhưng chỉ có 5 người xuất hiện. Chúng tôi đã cố gắng gọi cho bạn gái của ông Trình, nhưng không có tín hiệu trả lời. Ông Trình, ông có thể bỏ cuộc trước khi Mỹ Lan từ chối lời mời. Ông không sao chứ? Để xem ông cầm cự được bao lâu nhé. Quý vị, hãy chào mừng Lâm Cửu Tiên Sinh, anh chàng chiến binh tình yêu theo trường phái siêu thực đang thất nghiệp. Xin chào tất cả. Anh ăn mặc trang trọng quá. Tôi không nhất thiết tôn trọng chương trình của anh, nhưng tôi tôn trọng tình yêu của tôi. Một sự xuất hiện ấn tượng. Vì lẽ đó, tôi sẽ cho anh một cơ hội để nói cho chúng tôi chính xác anh bình thường, thậm chí dưới bình thường như thế nào. Tên tôi là Lâm Cửu, tôi đến từ Sơn Đông, nơi tôi làm việc cho một đoàn hát. Tôi đã đến Macau 2 năm trước để tìm việc. Buồn thật đấy, nhưng không sao. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn cô Quách của anh tuyệt vời như thế nào. Cô Quách, cô tốt nghiệp loại xuất sắc tại đại học nổi tiếng thế giới Texas. Vị trí hiện tại của cô là thư ký của công ty quốc tế Warner.
Một tập đoàn lớn với doanh số hàng tỷ đô la. Anh có biết ý nghĩa của một thư ký cấp cao của công ty là gì chứ? Cho anh ít cơ hội học hỏi nữa này. Thư ký cấp cao của công ty là chỉ đứng thứ hai sau chủ tịch tập đoàn. Anh Lâm, Trang suy nghĩ đơn giản lắm. Anh không biết là anh đang yêu ai đâu nhỉ. Nào, chúng ta trao ấy một tràng pháo tay thật lớn. Anh sai rồi. Anh đã từng nói trong chương trình của mình, dù biết là có khả năng bị từ chối, tôi vẫn phải nói cho cô ấy biết ai đó đang thật sự yêu cô ấy. Anh cũng đã nói trong chương trình của mình, ngay chỗ này đây. Yêu là không cần đáp trả. Và đây là những lời tôi thích nhất. Sự do dự của hôm nay chính là nuối tiếc của ngày mai. Thưa anh Lâm, xin anh đừng trích dẫn lời của tôi. Anh hãy sử dụng khoảnh khắc này cho thật hữu ích, để đấu tranh cho hạnh phúc của mình đi. Được rồi, hãy để cho tất cả mọi người cùng nghe. Hôm nay anh đến đây để nói rằng hầu hết mọi người đều nghĩ anh không xứng với em. Chúng ta khác biệt nhau hàng dặm. Nhưng anh có quyền được yêu. Anh đến đây để đấu tranh cho tình yêu hạnh phúc của mình. Tình yêu anh dành cho em. Anh chỉ đơn giản muốn em biết điều đó. Cảm ơn ạ. Ôi chào, thật là cảm động. Nhưng liệu nó có tác dụng gì không? Phụ nữ thường muốn gì từ đàn ông? Quyền lực. Quách tiểu thư là một phụ nữ xuất chúng ở châu Á. Anh chỉ là một công nhân thất nghiệp. Liệu cô ấy sẽ đợi đến khi anh bỏ lên được theo con đường của anh? Hãy cho anh Lâm một cái gương, để anh ấy soi xem mình hợp với cô Quách ở điểm nào. Thôi đi, đừng có xem anh ấy như một kẻ ngốc. Đó là những gì anh ấy nhận được vì việc làm không đúng của mình. Anh ấy đã bị sa thải ngay trong giai đoạn thử việc, đúng không? Chuyện đó chẳng có gì lớn lao cả. Anh ấy chỉ thay đổi một chút trong bản thiết kế thôi. Thay đổi nhỏ ư? Quý vị biết không tại sao chúng ta thử nhìn xem những thay đổi nhỏ của anh Lâm. Đây là bản thiết kế gốc. Và đây là phần anh đã làm. Anh tiểu thư, cô chưa thấy cái này trước đây chứ, đúng không? Cô thấy cái gì? Một cái ly bên trong một vòng tròn. Một cái ly. Thật là đầy kỹ thuật. Đó là một cái ly sâm panh. Có lẽ lịch làm việc của cô Quách quá bận, nên cô đã không nhớ đến chiếc ly mà cô đã cho đi. Đối với em, chiếc ly này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng đối với tôi, nó rất quan trọng. Đây là món quà đầu tiên cô ấy tặng tôi. Tôi quý nó lắm. Thảm nào, anh Lâm đã cất giữ chiếc ly như một báu vật. Đó không phải là một chiếc ly bình thường. Nó đại diện cho tình yêu vĩnh cửu của anh ấy. Bây giờ tôi chẳng còn bận tâm gì nữa. Tôi chỉ lắng nghe trái tim mình thôi. Xin hãy cho phép anh được yêu em đến trọn đời nhé. Hay quá. Quả là một câu chuyện có hậu. Xin chúc mừng. Xin tiến đến ngai vàng hạnh phúc của chúng tôi. Đây là Mỹ Lan. Xin để lại lời nhắn. Tôi sẽ gọi lại cho bạn sau. Cảm ơn. Mỹ Lan, là anh Sơn Kỳ đây. Em sắp lỡ một nhịp trong đoạn cuối của điệu nhảy rồi đấy. Hoắc tiểu thư này, chị đã qua bao nhiêu lần mai mối rồi? Nhiều lắm rồi, tôi không nhớ nữa. Nhiều lắm rồi à? Lúc nào chị cũng mang theo con gái của mình sao? Chị có lo rằng hầu hết đàn ông đều cảm thấy khó chịu với điều này đấy. Chị không sợ người ta cười chị à? Không.
Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo, giờ tôi chẳng biết sợ gì nữa. Chồng tôi có bạn gái ngay khi tôi vừa có mang. Tôi đã chịu đựng được. Dù người ngoài có nói gì đi nữa, tôi sẽ vẫn tìm được người đàn ông yêu mình. Kính thưa quý vị, một chiến binh thật sự của tình yêu. Xin cho tôi một tràng pháo tay ủng hộ nào. Lớn hơn nào. Lớn nữa nào. Bây giờ tôi muốn các bạn cho Mã tiên sinh một tràng phản đối cực lớn đi nào. Được rồi, chúng ta phản đối vì anh ta quá kiểu cách. Mã tiên sinh, tôi thực sự muốn biết tại sao anh lại làm tổn thương những linh hồn tội nghiệp này. Đây là cơ hội của anh. Hãy lên sân khấu nếu anh là đàn ông. Phải giải thích cho chị Hoác. Ngay từ đầu, Tương Như đã biết vấn đề của tôi. Nhưng Tiểu Quy đã làm thay đổi tôi. Trẻ con rất đơn giản, thích hay không thích, thế thôi. Người lớn thì suy nghĩ phức tạp hơn. Tôi chỉ là một anh tài xế kiểu cách. Tôi đã do dự, thậm chí tôi đã mua một chiếc nhẫn. Nhưng tôi lại làm mọi thứ hỏng bét. Đối với Tiểu Quy, tôi vẫn có thể là một người cha tốt. Tôi đón cháu đi học về. Tôi chơi đùa với cháu. Tôi bế cháu khi cháu mệt và để cháu ngủ trên vai tôi. Chúng tôi đã chụp ảnh với nhau nhiều lắm. Khi nhìn vào những bức ảnh này, tôi nhận ra rằng tôi chưa từng bao giờ cười như thế. Thật hạnh phúc. Thật ngọt ngào. Liệu em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Chú ơi, Tiểu Quy. Mẹ ơi. Xin chúc mừng các bạn và chúc mừng một cặp đôi kết hợp nữa. Xin hãy ngồi kia, hãy bước đến ngai vàng hạnh phúc của các bạn. Cảm ơn Mã tiên sinh. Hôm nay tôi thật sự rất vui. Chúng ta đã kết hợp được hai cặp uyên ương và chỉ còn 1/2 cặp nữa thôi. Anh Trình, đến lượt anh rồi. Jun à. Chú thấy thật kỳ lạ. Cậu Trình mời con xuất hiện trên chương trình ấy. Cậu ấy thực sự thật lòng với con đấy. Cả hai đứa điên lắm. Hãy xuất hiện với cậu ta đi. Hãy rủ cậu ta nhảy bảng. Hãy nhớ rằng trong tình yêu, càng khờ khạo thì càng dễ hạnh phúc. Anh Trình, anh có dám bước lên sân khấu không? Anh có muốn thử ngai vàng hạnh phúc
Liệu phép lạ có xảy ra chỉ trong vài phút nữa hay không? Sẽ có. Anh nghĩ thế sao? Anh hãy nhìn kia. Không trả lời. Không trả lời kể từ khi chương trình bắt đầu đến giờ. Có thể sẽ tốt hơn nếu anh tự mình gọi. Tôi cá là sẽ vẫn không trả lời đâu. Có lẽ anh cần phải thể hiện niềm tin của mình. Tôi sẽ cho anh một phút để giải thích trước ống kính camera. Có lẽ, chắc có lẽ thôi. Cô sẽ nhận cuộc gọi của anh. Được rồi. Khi còn nhỏ, anh nghe radio nói hạnh phúc là một quả cầu pha lê. Nó sẽ vỡ vụn khi rơi trên cao xuống. Mọi người có thể nhặt nhạnh cho mình những mảnh vỡ của nó. Mọi người đều có quyền nắm lấy hạnh phúc. Tuy nhiên, cho dù bạn có cố đến đâu đi chăng nữa, bạn không thể nhặt hết được chúng. Nhưng bạn sẽ được một chút nếu bạn cố gắng. Anh tin tưởng vào điều ấy. Tôi nghĩ cô ấy cũng tin vào điều ấy. Hãy gọi đến con số cuối đi. Sợ à? Điện thoại đang rung. Anh ấy có phải chàng Rem của ta không? Vẫn không trả lời. Đồng hồ đang tích tắc. Đã đến lúc tôi thông báo. Không có phép lạ nào cho tối nay. Anh là một người giàu có. Anh sẽ được ưu đãi. Tôi không thích anh, nhưng tôi vẫn sẽ cho anh một cơ hội. Anh có thể mua một giây với giá 1 triệu. Anh cần bao nhiêu thời gian? Thời gian đang hết rồi. Anh hãy quyết định cho nhanh. 4 3 2 Không cần đâu, cảm ơn. Hết giờ. Thất bại rồi. Tôi tuyên bố anh Trình đã thất bại trong tình yêu. Anh có thể ngồi một mình. Xin mời anh. Thưa các bạn, các bạn thấy đấy, mọi người đều bình đẳng trong tình yêu. Ngay cả tỷ phú cũng có thể thất bại. Nếu cái gì được thì sẽ được, còn không được thì đừng có cố gắng. Cho dù bạn là một tỷ phú hay là một công nhân thất nghiệp, tôi tin là hành động tốt không bao giờ thua thiệt. Tại sao ai cũng tốt với cô vậy? Bởi vì tôi tốt với họ. Không ai có thể bắt tôi phải tin họ trước đây cả, bởi vì không có người nào tốt với anh. Anh không nên cờ bạc nếu như anh phải làm việc vất vả như vậy. Tôi muốn học nhảy ở Mỹ. Cảm ơn anh. Chương trình tối nay là kết thúc.
Khi còn nhỏ, em có nghe radio nói là hạnh phúc là một quả cầu pha lê. Nó sẽ vỡ vụn khi rơi từ trên cao xuống. Mọi người có thể nhặt nhạnh cho mình những mảnh vỡ của nó. Tuy nhiên, cho dù bạn có cố thế nào đi chăng nữa, bạn cũng không thể nhặt hết tất cả các mảnh vụn. Nhưng bạn có thể có được một ít nếu như bạn cố gắng. Em tin tưởng điều đó. Tại sao? Em không cố tình đâu. Em không muốn mọi người nhìn chằm chằm vào em. Em xin lỗi. Em từng nói tình yêu là chuyện riêng của hai chúng ta. Anh nhớ điều đó. Nhớ thật mà. Em chỉ chưa sẵn sàng sống trong thế giới của anh. Anh hiểu. Nhưng em sẵn sàng để anh bước vào thế giới của em. Anh đồng ý cưới em chứ? Giờ thì chúng ta hòa nhé. Được thôi. Em đeo cho anh đi.